Tiếp tục nhá. Chúng ta nhìn thấy cái vào cái trang quản trị, cái trang index của nó không? Nhìn thấy cái đoạn này không? Cái 150 new order này, 153% bao rate này. Cái gì này, nhìn thấy không? Thấy không? Đó trang index ấy. Được chưa? Chuột phải vào. Muốn lấy cái gì thì chuột phải vào. Nhìn thấy cái côn LG trừ 3 trừ XS6 không? Đó, chuột phải vào. Copy outer HTML. Được chưa? Copy. Một page thẳng vào đây là xong. Vào cái dashboard.php ấy, chúng ta có một cái row, một cái div row, cái này của Bootstrap mà. Chúng ta có cái page nó vào đây. Page nó vào. Con LG3 inner new order các thứ kiểu. Page nó vào trong. Cho nó vào một cái thẻ row, div row. Sau đó là ra ngoài này chúng ta reload ra. Thấy không? Lấy chưa? Copy trong này. Chuột phải. Copy outer HTML. Sau đó paste vào trong trang dashboard. Đây. Được chưa? Không chưa? Muộn thì làm đi, muộn thì bảo thằng Hiếu nó lên nó không đi xuống chỗ Hiếu ngồi. Xong chưa? Thằng của nó kìa. Văn xong chưa? Úi dồi ôi, lỗi gì? Đây nhá. Cái hin này mày viết ở ngoài class làm sao mày dùng ở trong class được? Viết ở đây. Nào. Permission deny á. Permission deny. Fail to open stream. In group 1. Admin này. Admin. Dashboard. Cái gì mà C đắp mod đây thằng của N này. Đây là cái gì? Đây là admin đây đúng không? Đúng mà. Title. À. Include one cái file này vào. Cái file layout này vào. In này có về app sửa new sửa yeah sửa mẹ em in này này chứ em in đấy sao lại vào đây. Sao nó lại sửa đây là lesson 69 MVC. Em mình đi đấy nhỉ. Sao mày lại require này thằng của nợ này. À thằng của nợ này. Mày đã làm MVC chưa? Đã nhét vào đây chưa? Làm gì đây? Ở Văn, hôm nay dạo này làm sao vậy? Hả? Đây là tội chết Văn nha. Tại nhập nội file nhỉ, không biết cái nào cái nào. Nhục. Hình cái gì ở đây mà hình. Vào vậy. Nào. Không ạ. À. Không ạ à là như nào. À.
tí nữa gom gom và nhiều nhiều thì tặng. Thằng Văn này thằng rất hứa phận. Xong chưa? Có đứa nào chưa làm được không? Ô, bọn này giỏi nhỉ. Ô, thằng thế thằng của nó kia xuống ngồi với nó. Nó hướng dẫn cho xong giờ ngồi nhìn à. Nhớ hôm nay lại lỗi video nữa thì sao? Tự biết lo thân mình đi chứ. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Ở đây tôi sẽ có mấy cái bảng để tôi share cho lớp đó. K31 B1 này. Đăng tiếp là một cái này. Share cái nữa này. K31 B2 này. Tóm lại hai đứa lớp trưởng vẫn chưa làm được cái việc tôi nhắc. Có biết là cái gì không? Hả? Sao? Hả? Cái việc đấy là việc của các bạn thôi. Còn trách nhiệm các bạn, người ta đã tin tưởng các bạn, giao cho các bạn cái công việc thì các bạn phải làm. Tại sao cho đến bây giờ là đến tận ngày thứ 3 rồi vẫn không làm được? Là như nào? Trả lời tôi. Vân Anh, trả lời tôi. Tại sao? Đừng nói với tôi là do em bận quá. Em bận cái gì? Tôi bị điếc, tôi không nghe gì đâu. Quên mất à? Thế còn lớp B1 sao? Thằng lớp trưởng đâu rồi? Giờ lại không đi. Thế rồi mà. Về thực hiện ngay lập tức cho tôi. Không thì ngay bây giờ thực hiện cho tôi. Không thì thôi, dừng lại tất cả mọi thứ, không dạy dỗ gì nữa. Nhanh khẩn trương. Lớp B1 có những ai thì bảo add friend Vân Anh add vào trong cái nhóm đấy và add các người khác vào. Khẩn trương. Tôi cho ông có 30 phút. Muốn làm nào làm. Nói xong để đấy. Tài thật. Thằng Huy lại chạy đâu rồi? Thế luôn. Nhanh cần chưa? Bao giờ có chúng ta tiếp tục không thôi. Quá dễ tính với các bạn không? Các bạn trèo lên đầu tôi.
Sao lâu vậy? Rồi. Tiếp tục quay trở lại cái dashboard. Bây giờ tôi tạo ra những cái này để làm cái quái gì? Cái phần này sau này nó sẽ là để tôi hiển thị số danh mục này. Số danh mục tôi có này. Số sản phẩm tôi có này. Số người dùng tôi có này. Và số hóa đơn đã thực hiện. Được chưa? Đó, đấy là những cái thông số, và khi mà bấm vào đây, ví dụ bấm vào đây người ta vào thẳng phần quản lý danh mục, bấm thẳng vào đây phần quản lý danh sản phẩm, còn đây quản lý user và quản lý về order. Đó, đấy là những cái danh mục chính, những cái đầu mục đầu việc chính mà chúng ta cần phải làm. Thì làm sao để tôi lấy ra được tổng số danh mục? Thì rất dễ thôi, ở trong này. Tôi sẽ comment ở đây là lấy tổng số danh mục. Thì chúng ta sẽ có cái biến là biến kết model bằng new category, đúng không? Bởi vì tôi đã require sẵn cái file category vào đây rồi, cho nên tôi được phép dùng get model bằng new category. Tiếp theo tôi tiến hành vadam die. Vadam cái biến là get model trở đến get get lead, đúng không? Get get lead và die. Cái này nó trả cho tôi một cái gì? Một danh sách các danh mục, đúng không? Tôi tiến bởi vì nó trả ra mạng nên tôi hoàn toàn có thể dùng được cái hàm là hàm cao get model cho đến get get lead và tôi die như này. Thì tôi sẽ tiến hành vadam, tôi các bạn sẽ nhìn thấy là không, đúng không? Đúng chưa? Đây là kết quả không này. Nhưng mà sau đây tôi vào trong DB. Đây tôi vào Hot Shop đây. Tôi tiến hành tạo ra một cái danh mục mới. Hôm trước bảo bán cái gì nhỉ? Điện thoại à? Đồ gia dụng à? Nội thất à? Rồi à, đây là dụng cụ phòng ăn. Ảnh không có parent ID bằng 0 này. Tiếp theo là vật dụng phòng ngủ 0. Đó. Hai cái thôi. Thì mấy nữa chúng ta tự thêm mà sau tính xong. Thì bây giờ nó sẽ lên con số là 2 cái. Được chưa? Như vậy thì chúng ta làm gì tiếp? Chúng ta sẽ có cái biến như này. Biến là total get bằng cao của cái get model cho đến get lead, get get lead. Cái hàm get get lead thì trước mình đã viết rồi đúng không? Thì mình mới dùng được. Cho nên mình dùng là sử dụng lại thôi.
Xong chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ mình xài luôn. Các bạn copy cho tôi cái biến total kết này. Thấy không? Copy cho tôi luôn cái biến total kết này. Sau đó chúng ta vào phần dashboard này này, chúng ta nhìn cái số 150 này không? Đó, chúng ta tiến hành PHP echo ra đây. Cái biến total kết ở đây là danh mục 150 danh mục A2 danh mục chẳng hạn. Danh mục này. Đúng không? Đây cái chữ more info để tôi tiến hành là viết là quản lý à, danh sách danh mục. Còn cái href này tôi đưa đường dẫn sang là category trừ lead chấm pp. Được chưa? Ra chưa? Thì nó sẽ hiển thị ra là cái hai danh mục. Bấm vào đây thì nó sẽ sang trang admin get list, category list đúng không? Được chưa? Tiếp theo các bạn lấy cho tôi tổng số sản phẩm đi. Lấy một cái ô để sang bên này. Cái thay thế cái icon này đi nhá. Icon này để cho sản phẩm thì hay à, để cho giỏ hàng thì hay, để cho kiểu danh mục thì hay hơn. Đúng không? Chúng ta có rất là nhiều icon. Rất dễ, các bạn vào đây này, ví dụ vào cái trang index của nó nhá. Được chưa? Xong rồi kéo xuống dưới một tí nó sẽ có UI element này. Nhìn cái icon này không? Kích vào đấy. Đấy các bạn có thể xem bất kỳ cái danh mục nào, ví dụ như kiểu là cái coi gì nào. Đây này. Ví dụ FA 3 chart này này. Thấy không? Thì copy cái FA 3 chart này, xong sau đó là chúng ta để đây lại. FA trỏ đến à, FA cách FA 3 chart thì chúng ta ra ngoài này chúng ta sẽ nhìn thấy đấy. Thấy không? Đấy. Đó, chúng ta thay cái icon nào tùy. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy ra danh sách của sản phẩm. Thì các bạn tự làm cho tôi phần này xem. Cháu có làm được không? Đây à, nhóm này đúng không? Đâu? Có đâu? Hay là tôi chưa accept? Gì ông Nguyễn Thầy Tuấn nhận làm web làm app à? À. Các bạn tự share lại cái video cho cái group của lớp mình nhé. Của
lớp cụ thể của lớp mình B1 hoặc B2 tự xe lệch. Làm được sản phẩm chưa? Sản phẩm ra có sẵn rồi đấy. Đây, hàm có sẵn này, get product này, dựa vào get ID này. À, cái này chúng ta phải viết lại. Đây, phải viết lại. Viết lại một hàm khác. Cái gì? Cái gì đã? Mang đây rồi nào. Con nhìn thấy cái FA này không? Đâu? Dùng phông hoa sừng như này chứ. Đâu? Em tưởng là lấy thư viện này để cái thư thư cũng khỉ. Phải biết dùng chứ. Xong chưa? Làm sao để lấy được dữ liệu từ bảng product? Tạo gì? Đầu tiên là require one. Cái hint đúng không? Cộng với cái app sược model sược product.php như này đúng không? Sau đó mình sẽ tạo ra một cái viết lùi xuống đây là lấy tổng số sản phẩm. Được chưa? Nhưng mà để lấy được tổng số sản phẩm thì mình có hàm để lấy đã. Thì mình sẽ copy duplicate lại cái hàm này. Get total product, get total product. Bỏ cái kết ID đi này, mình chẳng có điều kiện gì cả. Ví dụ như thằng này mình sẽ product list by get ID chẳng hạn, sửa lại tên nó cho nó đúng tên hàm, không viết linh tinh. Chúng ta sẽ có select sao from p cho đến name category name cái gì đấy, chúng ta không có cái when này nữa thì sẽ là lấy được hết, đúng không? Không có when nữa sẽ lấy được hết, thì chúng ta sẽ gọi đến cái hàm này là $PROModel bằng new product. Sau đó có cái biến là total PRO bằng PRO model cho đến hàm get total product. Thấy chưa?
thì chúng ta sẽ có thêm cái cao nữa, cao của cái này. Thì đây sẽ là cái biến này là sẽ là tổng số sản phẩm. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành duplicate thằng này lên, đúng nhỉ? Duplicate thằng này lên thôi. Mẹ nhầm. Đây là total PRO đúng không? Đây là sản phẩm. Danh sách sản phẩm. Đẩy sang PRO product list.php. Sau đó mình sẽ có green, không biết có đúng không? Cái màu xanh là green à? BG green đúng không? Chết mẹ nhập này. Ôi giời ơi. Require one app model. Sao vậy? Trùng cái quái gì đây này? Bố lão, ông lừa tôi à? Xạo mà quen thần. Rồi tôi lại xem cái icon cho thằng này là cái gì. Icon cho sản phẩm, các bạn lấy cái icon nào? Đây hả? Money này phải là ấy chứ. Phải là giỏ hàng các thứ kiểu. Để tôi coi có cái nào đẹp đẹp này đấy. Đây, FA chọn. Đó, xe tải đẹp ngay. Đây à? Đây, cái hin này phải thêm cái hin này vào nhé. Đó. Làm nốt cho tôi số lượng user, như là số lượng order. Cái đấy các bạn tự làm đấy, tôi không chỉ nữa đâu. Quả này là thực sự không chỉ nữa đấy.
Xong nha. Xong nha bọn kia. Chưa xong á? Hả? Làm sao? Mình. Thế còn những cái kia là sao? Nhanh, khẩn trương. Tôi không có nhiều thời gian ngồi củ nhây với ông đâu. Tôi còn sang phần khác. Cái gì? Làm sao? Ủa?
Xong chưa? Lâu vậy, làm gì mà lâu vậy? Nó số không là đúng còn gì nữa, đến có sản phẩm mà trả ra không? Em thêm một cái là... Đâu? Đã xếp chưa? Select sao from P Nên cập tên không xảy ra. Copy câu lệnh này chạy thử có được không? Ôi mẹ ăn rồi. Đúng là get ID đúng không? Đây này. Get ID này. Thế làm gì có category nào đấy? Có lệnh sai như gì nữa. Nó không có cái gì. Đây, sợ anh xong chưa? Rồi, phần tiếp theo kệ các bạn tự làm đấy nha, tôi không làm đâu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ví dụ như kiểu bấm vào đây, bấm cái danh mục này. Đúng không? Thì bấm vào nó sang cái trang nào? Category list đúng không? Nằm trong thư mục admin đúng không? Bây giờ chúng ta tạo cái file ra. Đây. Tạo file ra. Category list.php. Đó. Code PHP trong này. Tiếp theo thì ở đây chúng ta cũng các bạn thấy này, ở trong cái phần category list kia cũng phải yêu cầu người ta đăng nhập vào rồi thì mới tiến hành kiểu dạng như là gọi là gì nhỉ? Thì mới tiến hành cho vào trong. Đúng không? Chuẩn chưa? Thế vậy giờ chúng ta làm nào? Chả nhẽ cái file nào cũng phải viết cái mớ này à? Đúng không? Cho một hàm rồi sao? Xong rồi file nào cũng phải require nó. Đúng không? Hơi dở hơi. Thế có cái nào khác không? Các bạn thử nghĩ xem nào. Đã vào được đâu?
nên nó vào thẳng đường dẫn này thì sao, đúng không? Nó không thông qua admin index mà nó chọc thẳng vào admin category list sao, đúng không? Kiểu gì cũng phải check mà, giờ làm nào? Ừ. Thì đây, cái này là kiểm tra xem có tồn tại không như này, kiểm tra xem có session không như này. Thế liệu có cách nào để không phải viết đi viết lại cái này không? Wow. Ừ. Không có à? Có cách nào? Thử nhá. Chúng ta tạo ra một cái file mới tên là admin base controller. Không thì base controller nằm trong admin. .php. Chúng ta tiến hành có một cái hàm function là construct. Không biết, không quan tâm. Hỏng các bạn tự chịu. Đúng không? Bê vào đây. Đúng chưa? Bê vào đây. Xong rồi sau đấy chúng ta tiến hành copy cái mớ này. Copy cái mớ này vào. Vứt xuống. Đúng không? Rồi session start ở đây. Liệu có được không? Xong rồi các lớp con các cái lớp controller khác kế thừa nó. Có hợp lý không? Hoặc là chúng ta cũng không phải session start đây đâu, session start có nên không nhỉ? Tôi đang định bỏ cái session start ở đây đi. Cho nên mình bỏ cái session start đây đi. Nhấp đi. Bỏ đây. Còn cái hint này sao? Hint này thì vẫn giữ nguyên ở đây, không bỏ được đâu. Được chưa? Bởi vì cái hint này nó là liên quan giữa cái thẻ index này và cái dashboard controller này, cho nên chúng ta không bỏ được. Tiếp theo thì cái dashboard này thì chúng ta tiến hành là nó sẽ làm gì? Require one. Cái vẫn là hint thôi. Đô la hint. Chấm. App sược controller sược base controller .php. Sau đó cái dashboard controller này tiến hành là extend. Hả? Admin. Admin à? Đúng rồi. Admin sược base controller. Extend cái base controller này. Kế thừa nó. Cho thử đã nhá. Tôi chưa biết là có chạy hay không. Đây tôi check bừa, tôi làm bừa đi. Chả biết có chạy hay không. Chúng ta phải thử đã. Thì biết được. Thử này. Về admin index nhá. Vào rồi. Chứng tỏ là cái luồng không vấn đề gì. Tôi log out rồi này. Ở chết mẹ. Chưa có log out. Tôi sẽ tiến hành có một trang log out. Quên. Chưa có log out. Log out.php. Ở đây thì chúng ta dễ lắm, chúng ta tiến hành là session start này. Sau đó unset cái đô la gạch dưới session auth. Đúng không? Sau đó header location về login .php. Đây tôi sẽ vào trang logout. Rồi. Bây giờ chúng ta vào trang admin này. Vẫn như cũ đúng không? Login thành công thử xem.
kết quả vẫn ngon, đúng không? Như vậy chứng tỏ cách làm của chúng ta không sai. Đó, thì chúng ta tiến hành tạo ra một cái Bay Controller. Logic như sau này. Trong cái Bay Controller này chúng ta tiến hành dùng Session Start. Được chưa? Đầu tiên là phải dùng Session Start đã. Sau đó chúng ta tạo ra một cái lớp tên là Bay Controller. Trong cái Bay Controller chúng ta có một cái này là cái vẹo gì? Trong cái lớp Bay Controller này chúng ta sẽ có cái sẽ có một cái hàm là hàm construct. Được chưa? Hàm construct. Sau đó là sử dụng cái còn hàm construct này để kiểm tra xem là cái có cái người ta đã đăng nhập hay chưa. Nếu chưa đăng nhập thì đẩy thẳng về login. Còn nếu đăng nhập rồi thì đăng nhập rồi nhưng mà role cùi bắp ấy thì đẩy về trang index ở phía ngoài này. Được chưa? Tất cả các cái controller khác nằm trong phần admin này sẽ kế thừa cái thằng base controller này. Được chưa? Sẽ kế thừa thằng này hết. Xong chưa nhỉ? Đó, còn lại code giữ nguyên, không khác gì cả. Còn lại thì bây giờ tôi còn cái ở cái này thì tôi lại có cái gì? Tôi lại có cái him. Tôi lại copy, tôi lại có cái him. Tôi lại require one một cái file controller khác. Tôi có thể là require one cái file là category controller. Category controller. Mỗi module, mỗi lần phần quản trị chúng ta tách thành một file controller riêng nhá, chứ đừng nhét hết vào trong chung một cái. Tiếp theo thì controller bằng dashboard controller và cho gọi đến hàm index nằm trong category controller. Gì? Cứ đọc code là ra hết mà. Có ao đây, xem mà. Bắt đầu thì nhiều đấy nhỉ. Giờ còn nhiều. Này còn chưa thèm ốp editor rồi đấy. Hả? Index à? Đấy.
Cái gì? Sao thằng lại tắt điện rồi? Đấy, làm như này. Ờ. Dùng category gì? Ờ thì cứ thông thả đã làm đến đâu. Xong chưa? Rồi, thông thả. Được chưa? Xong đến đây chưa? Category controller chưa? Tạo ra. Và phần admin này tạo ra một file mới là categorycontroller.php. Ở trong này thì cũng giống như bên kia thôi. Chúng ta tiến hành tạo ra một lớp. Đây, require one app controller admin base controller. Và tạo ra category controller. Extend base controller. Tên mình đặt dài thế nhỉ. Extend base controller. Hàm đầu tiên là function, public function đi. Index. Ở trong này mình đơn giản là lấy hết danh sách các cái category controller ra, à category ra. Đô la get model bằng new category đóng mở ngoặc. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta đã có category chưa? Rồi cái con khỉ. Ông rồi ở đâu? Ông chỉ cho tôi cái chỗ rồi của ông xem nào. Rồi đâu? Rồi đâu? Thằng quần áo kìa. Sợ thật. Phát biểu liều. In chấm app sược model sược category chấm pp phát biểu liều dã man luôn, nó còn không thèm nhìn thì nó đã bảo rồi. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu chúng ta một cái hàm đệ quỳ để làm danh sách. Xong chưa? Chết cha mày chưa ngu. Xong chưa? Kết sc bằng kết model cho đến get own à? Trong này có hàm get own à? Get kết list chứ. Con này linh tinh. Get kết list. Để kiểm tra chúng ta tiến hành vadam. Vadam cái biến kết sc ra. Rồi chúng ta bấm đây. Có hai cái đúng không? Đúng chưa? Lấy được hai cái này. Thế đúng rồi.
gì vậy? Được chưa? Bây giờ chúng ta xong đến đây chưa? Xong thì chúng ta test thử một chút. Tôi lâu không dùng, bây giờ cũng quên được nền. Cái gì? Hả? Không. Chúng mày cứ ỉ lại GitHub các thứ các kiểu rồi bắt đầu chẳng biết cái gì đâu. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ hiển thị cái giao diện này. Chúng ta sẽ có cái biến title bằng danh sách danh mục. Rồi biến view bằng đỡ phải hin thì chúng ta viết thẳng như này luôn cho nó nhanh. App sược view sược kt view sược admin sược category sược lead.pp và cuối cùng là include one. Cái file là chấm chấm sược app sược view sược layout sược admin.pp này đúng không?
Được chưa? Rồi xem nha. Xem nào. Bây giờ chúng ta cần phải tạo ra cái thư mục category và file list.php ở đây đúng không? Thì chúng ta sẽ tạo ra view này trong thư mục admin này. Tạo thư mục mới tên là category và tạo một file mới tên là list.php. Tạo file mới tên là list.php trong này. Xong chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cứ chạy đã. Đấy, list viết chữ vào đấy thôi, cứ chạy đã. Chạy được rồi tính tiếp. Được chưa? Danh sách danh mục này. Sau đó là list này. Rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ lại về cái trang chủ của nó đi kiếm cái bảng table. Thấy không? Đây, table đây. Nhìn thấy chưa? Table đây. Thì chúng ta đi ăn cắp cái bảng này. Thích cái bảng nào? Để coi nào, xem cái responsive này như nào. Đây, lấy cái bảng này nhá. Nhưng mà càng đẹp thì càng khó dùng thôi, tùy các bạn. Để tôi thử. Là inspect. Đây, chúng ta copy từ cái row này này. Copy luôn từ cái row này. Copy outer HTML. Sau đó paste vào trong này. Đó, sau này vào đây reload trang. Hit không? Chúng ta có thể bỏ cái responsive hover table này đi. Bỏ chữ title, box title này đi. Quăng luôn. Giữ làm quái. Cái này width có sẵn này. Search siếc các thứ chúng ta để lại. Button search để lại. Tiếp theo là cái tbody này này. Gồm thid user date status reason đúng không? Thì chúng ta cũng để đây là id. Không thì để số thứ tự đi. Số thứ tự. Đây là tên danh mục. Đây là danh mục tra. Đây là ảnh. Mô tả thì chắc là không cần đâu nhỉ. Đây là nút để trống. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành sử dụng for each của cái biến trong get controller ấy, cái biến get sc này. Get này s c. Sau đó ta bê một cái tr lên. Tr đây là mình sẽ c này. Chúng ta có cái index đấy cũng được. Để cái đô la index add, index trỏ đến. Bởi vì index nó sẽ là số mà. Số từ bắt đầu từ 0 đến bao nhiêu đấy. Thì chúng ta sẽ để ở đây cái đầu tiên này bằng bằng cái index cộng cộng của index. Index cộng 1 đi. Chứ đừng cộng cộng. Cộng cộng nó chết đấy. Bằng index cộng 1 này. Sau đó tiếp theo là đến c echo ra. Cho đến C, cho đến name. Tiếp theo là C, cho đến parent ID. Không biết có parent ID không nhỉ? Đây có parent ID này.
Tiếp theo là đến đến cái gì? Ảnh đúng không? Thì chúng ta sẽ có IMG. IMG thì chúng mình sẽ có là SRC bằng echo của cái C trở đến image. Đó, còn cái TD cuối cùng này chúng ta để hai cái nút. Một thẻ A có href bằng edit category trừ edit chấm php hỏi chấm id bằng hỏi chấm id bằng với cái bằng c cho đến id. Ta có cái class cho nó btn cách btn trừ sm cách btn trừ info. Đây là edit và duplicate thằng này lên lần nữa. Đây là remove btn trừ danger remove. Đây, bây giờ chúng ta sẽ có cái bảng như này. Được chưa? Đấy, nó như này thôi. Thì chúng ta, tôi sẽ đẩy code lên để chúng ta xem trên đây. Tí nữa chúng ta sắp xếp trà con tính sẵn. Nên đây hiển thị được cái bảng này đã. Thực ra tôi cũng không muốn kiểu dạng đưa chúng ta làm cái quan hệ cha con sớm quá đâu. Bởi vì bây giờ nếu mà có đưa vào chúng ta cũng sẽ chẳng hiểu gì cả. Chắc là được một đứa hiểu, hai đứa hiểu là căng. Căng hết cỡ. Thật mà. Nó khó lắm. Bởi vì cái phần đấy chúng ta chưa hiểu cái kiểu để quy là cái gì, cho nên là nó sẽ hơi khó đấy. Để quy cái gì? Để quy là chia nhỏ hóa, chia nhỏ hóa dài. Để khi mà hai một vấn đề lớn thì đưa ra vấn đề đơn giản nhất. Ai bảo mày thế? Thế nào? Chưa phải nhớ lại không? Bình tĩnh. Để quy nó là cái hàm mà có khả năng gọi lại chính bản thân nó. Trông mặt mày ngu lắm Tùng ạ. Được chưa?
Hả? Cái gì? Hả? Cái kia là cái nào? Đâu mang đi xem nào. Mày có xin ra cái view này đâu, tiện đi đâu. Đây ông ấy còn đang dùng dashboard controller đây này, hiểu không? Hiểu, có biết sửa không? Mang về đi sửa đi, không được thì lại mang đi đây. Thank you.
Xong chưa? Hả? Ô hay, bọn này không thèm trả lời mình luôn mà. Chưa à? Làm sao mà chưa? Nghe tội nghiệp vậy. Nghe như kiểu cô bé bán diêm ấy. Chưa bán được que nào. Nhanh lên. Thằng kia mày đến đâu rồi, Huy? Phun cái phần nào? Phần giao diện này á? Phần view này hả? Có cái quái gì đâu, copy cái này. Đầu tiên là copy cái bảng, copy được chưa? Huy, copy được cái bảng đó chưa? Ui giời ơi. Đâu đến đâu rồi? Văn, xong chưa? Xuống, xử lý nó. Còn đứa nào nữa không? Thằng Tùng cứ ôm lên Vân Anh. Bao giờ xong được thì mày thoát nợ, còn không thì mày chết. Cẩn thận ăn giày ấy. Bảo thế thôi, lỡ vớ vẩn lém vén ăn giày vào đầu ấy. Đùa đâu. Có nhiều cái là chỉ được nhìn chứ không được sờ đâu, không được sờ vào hiện vật. Đúng rồi, đồ này chỉ để cúng thôi. Hai thằng kia xong chưa? Thanh, Minh xong chưa? Hiếu, xong chưa? Xong rồi, lên chỉ cho thằng Minh, nhanh lên. Ác này, thái độ à? Nhanh, cóp kiểu gì cóp, nó giao chạy được là được. Nhanh. Đấy là đếm số thứ tự. Lấy ID ra làm quái gì? Hả? ID bố láo. Linh tinh. Ông đang có một dãy ID từ 1 đến 5 nha. Ông xóa thằng số 4 đi. Thì nó sẽ là từ thành là 1, 2, 3, 5 đến Thuyên. Đúng không? Xong chưa? Xong, nếu mà đứa nào xong rồi thì ngâm cho tôi cái này. Đây này. Ngồi.
Mọi người cho tôi cái hàm function get option này xem có hiểu gì không? Không dễ đâu nhá. Mọi đọc thử xem có hiểu gì không? Hàm này nó chính là cái hàm để giúp chúng ta làm đệ quy. Hàm này là hàm đệ quy.
Rồi, quay lại nha. Để coi nào. Đây, chúng ta copy cái hàm nào. Vào đi đường dẫn đây này. Vào GitHub của tôi này, vào thư mục của 1706 này. Vào blog, vào helper, vào util.
vào đi, xong copy cái hàm đấy về. Lúc ao chưa? Làm được lúc ao chưa? Đây mày đã extend cái này đâu, bây controller viết như thế này. Sao? Tí nữa tôi tính tổng, tí tôi bắt chống chung với nhau cả thằng Văn nữa. Xong chưa? Vào được đường dẫn chưa? Có cái hàm function get option đây này. Copy. Copy cái hàm này, đưa vào trong bay controller ấy. Để đây là private. Private à, protected function. Hàm là hàm get option. Được chưa? Hàm này logic nó dễ lắm. Đầu tiên à, các bạn nhìn nè. Đầu tiên nhá, chúng ta truyền vào đây một cái mảng. Được chưa? Mảng này nó chính là các đối tượng category đấy. Thì chúng ta sẽ có parent ID bằng 0 này, parent bằng 0 này, indent bằng string rỗng này, forget bằng null này. Được chưa? Sau đó chúng ta có một cái biến return bằng mảng rỗng. Tiếp tục chúng ta thực hiện một vòng for. Để thực hiện một vòng for từ 0 cho đến biến cuối cùng của cái mảng đấy, để phục vụ cái việc này. Ví dụ để lấy cái bút đã. Đây chúng ta sẽ làm như này. Ví dụ chúng ta có cái thằng ID bằng 1 là thằng
ông ngủ nhá, ông ngủ. Anh đi bằng 2 là phòng ăn, anh đi bằng 3 là giường, anh đi bằng 4 là bàn ăn, anh đi bằng 5 là bàn trang điểm. Như này chẳng hạn, đây là các danh mục, các danh mục sản phẩm của chúng ta. Nhưng mà đây là các loại, các danh mục sản phẩm, danh mục nhá, không phải sản phẩm đâu. Được chưa? Thằng phòng ngủ này nó là danh mục gốc. Chúng ta có ID bằng không, parent ID ấy, đây là ID này, name này, parent ID này, tức là danh mục cha một không, phòng ăn cũng bằng không, giường thì thuộc cái gì, giường thuộc phòng nào, phòng ngủ đúng không, thì parent ID bằng một. Bàn ăn này thuộc phòng nào, phòng ăn thì có parent ID bằng hai. Bàn trang điểm thì ở phòng nào, ngủ, thì là ID bằng một đúng không. Khi mà chúng ta lấy ra danh sách thì nó sẽ hiển thị đúng như này. Nếu mà trong tình trạng hiện giờ thì nó sẽ lấy hết đúng vào này đúng không, thứ tự đúng như này. Nhưng mà tôi muốn như này này, nếu đầu tiên là phòng ngủ, nếu mà hiển thị ra dạng danh sách của chúng ta thì chúng ta sẽ có này, phòng ngủ, phòng ngủ, sau đó đến con của nó, con đầu tiên của nó là thằng nào, giường, đây là một này, sau đến ba giường, sẽ có cái gạch gạch như này, cái gạch ở đâu để biết thằng này là con của thằng này. Tiếp theo nữa là đến thằng nào, thằng con thứ hai của nó là thằng nào, đến thằng này là năm cái bàn trang điểm. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Thì tiếp theo sẽ đến thằng danh mục thứ hai là thằng phòng ăn, là hai phòng ăn. Sau đến con của nó là thằng nào, bốn là bàn ăn. Hiểu chưa? Xong rồi sau đấy nữa, nếu mà đây là gạch nhá, nếu mà cái bàn ăn này nó có ID bằng 6 là bàn tròn này hả, bàn tròn có parent ID là con của là bàn ăn thì sẽ là mấy, ai bảo là 2 ấy, 4 nhá. Tiếp theo là 7 là bàn vuông đi, ví dụ thế đúng không, vẫn là con của thằng bàn ăn thì vẫn là 4. Thì ở đây chúng ta đang có bàn ăn này đúng chưa. Chúng ta sẽ tìm đến thằng con của nó tiếp thì là ID bằng 6, gạch, bàn tròn. Tiếp theo là 7, gạch, là bàn vuông. Nó sẽ như thế này, hiển thị như này, được chưa? Sau này chúng ta tìm kiếm các cái vấn đề chúng ta thêm sửa xóa dữ liệu ấy, thì chúng ta có cái select nó theo đúng thứ tự như này, chúng ta sẽ tìm được ra là cái nào là cái cần hiển thị, được chưa? Đó, đây là cái hàm, cái option thì nó sẽ giúp chúng ta thực hiện cái việc này. Thì làm sao nó giúp chúng ta cái việc này? Thì đây chúng ta xem này. Vòng là for nhá, chạy từ đầu cho đến cuối mảng. Đây cái mảng của tôi như này, đưa vào nó sẽ như này, chạy từ 1 cho đến 7, đúng chưa? Nào, tiếp tục này. Đầu tiên chúng ta có một cái biến van bằng array ở phần tử thứ y là phần tử thứ mấy? Không đúng không? Không tức là cái này, đúng chưa? Rồi tiếp, chúng ta có if nếu van trở đến parent ID bằng parent ID bằng cái gì cả, bằng cái trên đi cả, bằng không đúng không, thì sao? Và van trở đến ID khác forget, tức là nếu mà cái tôi truyền cái forget nào mà tôi truyền cái nào mà bỏ qua ấy, thì nó không chạy nữa, đúng chưa? Thì đây thì bỏ qua. Tiếp theo là chúng ta sẽ có là return x cộng với van trở về cái này, tí nữa thì tiếp theo là nếu mà nó không thỏa mãn cái điều kiện này thì chúng ta return luôn, còn nếu mà nó thỏa mãn thì chúng ta tiến hành là gì, return. Thì chúng ta lấy được đầu tiên nhá, đầu tiên này, thứ nhất ID phòng ngủ bằng mấy, 1, có parent ID bằng 0 đúng chưa, xem nó thỏa mãn không. Đầu tiên này, van trở đến parent ID bằng parent bằng mấy? Không. Thỏa mãn chưa? Một điều kiện nhá. Và van trở đến ID tức là cái này bằng 1, nó có bằng với cái tiếng forget không? Khác đúng không? Khác forget thì giờ sao? Nó thỏa mãn không? Có. Thì chúng ta sẽ có là x, cái mảng đầu tiên của chúng ta sẽ là như này. Cái mảng phần tử đầu tiên sẽ là x
x cộng với van chấm id tức là x1 đúng không? Chuẩn chưa? Cái kia là x1 này. Sau đó cái gì đấy? Cái thuộc cái phần tử là x1 bằng mang giá trị là bằng inner chấm à, indent chấm van lên đúng không? Indent là cái dấu tôi sẽ cho indent bằng dấu trừ trừ như này. Cộng với van lên tức là đúng phòng ngủ chưa? Như đây là tôi biết là x1 là trừ trừ phòng ngủ này. À không, không có phòng ngủ bởi indent chúng ta đang bị rộng. X1 bằng phòng ngủ nhá. Được chưa? Tiếp tục. Chúng ta sẽ tiến hành return cái array 1. Array 1 là ghép hai mảng với nhau. Được chưa? Có hai mảng ghép hai mảng với nhau. Mảng đầu tiên là mảng return. Mảng return bằng rộng. Đúng không? Sau đó phải mảng thứ hai là gọi lại cái hàm get option, tức là gọi lại chính cái hàm này. Đúng không? Gọi lại chính cái hàm này với các tham số array. Array trên truyền báo nào thì ở đây truyền báo như vậy. Được chưa? Tiếp theo đến cái gì? Parent ID bằng 0 đúng không? Parent ID thì ở đây chúng ta lấy parent bằng van. Van gì? Cái van chuẩn này tức là bằng mấy? Bằng 1 này. Đúng chưa? Sau rồi phải tham số thứ hai là cái indent đúng không? Indent thì tôi thêm cái trừ trừ cộng với indent. Indent lúc này là bằng rộng và string rộng thì nó sẽ là luôn luôn indent là thêm cái trừ trừ vào. Tiếp theo là forget. Forget thì truyền cái forget ở trên cái vào nó vẫn bằng null thôi, nó không có gì cả. Đúng chưa? Đến lúc này chúng ta lại chạy lại một vòng. Chạy lại vòng này. Chúng ta nhớ tôi cái parent ID đang bằng 1. Cái tham số parent ID đến cái lần này nó đang bằng 1 nhá. Thì chúng ta có gì? Lại chạy lại. Thì chúng ta lại chạy một vòng lặp rồi lặp nữa cho toàn bộ cái mảng này. Bây giờ vào là thằng đầu tiên là lại là thằng phòng ngủ này đúng không? Chạy lại một lần mà thì lại là thằng phòng ngủ này. Đúng chưa? Sau đó sao? Kiểm tra với id bằng 1 van trở đến parent id. Van parent id bằng 1 bằng 0 nhá. Đúng chưa? Thỏa mãn đúng không? Và van trở đến id. ID của nó là 1. Nó có khác với 1 không? 1 có khác 1 không? Không. Tức là cái điều kiện này không thỏa mãn. Đúng chưa? Đúng không? À đâu, van trở đến. À đây, nhầm xin lỗi các bạn. Van trở đến parent ID. Cái này nó bằng mấy? Bằng 0 nhá. Mà parent ID hiện tại đang bằng 1. Có thỏa mãn không? Không, bỏ qua. Hết vòng lặp, dừng đến đây chạy. Không thỏa mãn thì chạy xuống đây luôn đúng không? Làm tiếp tục vòng mới. Đến cái phần tử này đúng không? Đúng chưa? Chạy có phần tử đầu đến phần tử 2. Tiếp theo chúng ta lại có cái parent ID của nó bằng mấy? Không. Không này so với 1 thì làm sao? Khác. Không thỏa mãn, lại chạy xuống thằng này. Đúng chưa? Lại chạy xuống thằng này. Thì đến lúc này là cái parent ID của thằng này bằng mấy? 1. Đúng chưa? Có bằng với lại cái parent ID truyền vào không? Có. Thì chúng ta lại bắt đầu là có x3 bằng cái gì? Bằng giá trị là trừ trừ dường đúng không? Đúng chưa? Đây là cái mảng, cái tập này, cái tập cuối cùng trả về đấy. Đúng chưa? Xong nhá. Xong tiếp theo chạy đến cái thằng này có thỏa mãn không? Không. Thằng này có thỏa mãn không? À đâu? Chạy đến thằng dường này nhá. Chạy đến thằng dường này này. Thì nó lại gọi tiếp lại cái hàm get option đúng không? Nhưng mà cái thằng này làm gì còn con đâu? Thằng ID bằng 3 này làm gì còn có thằng nào là con đâu? Đúng chưa? Thế nên nó chạy hết nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Lại quay ngược lại, chúng ta chạy tiếp đến cái thằng 4. Đúng không? Thì có thỏa mãn không? Không đúng không? Chạy tiếp xuống dưới này cũng không thể nào thỏa mãn được cả. Đúng chưa? Thì lại out ra ngoài. Đến lúc này cái mảng tổng chúng ta là đang có 2 thằng. Là mới chạy hết cái vòng đầu tiên của cái thằng phòng ngủ đấy thôi. Thấy chưa? Tiếp theo xuống, tương tự xuống đến cái thằng phòng ăn là ép thêm phần nữa. Ở đâu? Có bản chất phòng ăn cơ mà. À đúng rồi. Thế tiếp theo lại là x5 bằng bàn trang điểm đúng không? Sau rồi đến ra ngoài là x2 thằng phòng ăn này. Được chưa? Cái logic của nó là luôn gọi lại cho luôn rồi chạy hết cái mảng này vô. Thì chúng ta sẽ
làm chúng ta sẽ góp copy cái này vào nhá. Bây giờ tôi sẽ chạy thử cho các bạn coi này. Hiểu nó hơi lằng nhằng tí đấy. Đây nhá, chúng ta có cái danh sách này đây, chúng ta sẽ có thêm cái bản ghi nữa. À, đây là bàn tròn đi. Bàn tròn. Bàn ăn tròn. Pattern ID bằng mấy? 1 nhá. Nhá. Bàn ăn vuông. Bàn ăn chữ nhật. Vẫn là 1 đúng không? Đúng chưa? Tôi thêm một cái nữa là bàn ăn xoay. Đúng không? Thì là con của thằng bàn tròn thì là mấy? Ba. Được chưa? Rồi, tiếp theo đến dụng cụ phòng ngủ đi. Giường. Giường. ID của mấy? 2. Tiếp theo là đến bàn trang điểm. Lại 2 nữa đúng không? Rồi gì nữa? Giường đôi là con của giường đúng không? ID của mấy? 6. Giường đơn lại là 6 đúng không? Đúng nhá. Rồi xong, bằng này thẳng. Bây giờ cái danh sách của chúng ta nếu mà hiển thị mặc định này nó sẽ như thế này. Đúng thứ tự chứ? Đúng không? Chuẩn rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta coi. Nếu tôi sẽ có cái biến result cái này tôi đổi tên thành cái list nhá. Nên đổi thành cái list này. Tôi sẽ có cái biến get sc bằng với $this trỏ đến get option truyền vào đây là cái list, cái biến list là cái danh sách đúng không? Tiếp theo parent id bằng 0, indent bằng string rỗng. Tiếp theo đến cái gì? Forget bằng null đúng không? Tôi để null luôn. Bây giờ chúng ta tiến hành vadam cái biến get sc kia mà tôi đài đây. Đấy giờ xem kết quả nào. Ôi giời ơi. Undefined function get option parent. Sao lại không có cái get option này nhỉ? Get option này của lớp cha mà. Base controller protected function. Đây tôi để là static function. Miễn sao mình gọi ra là được mà. Parent 2.2. Base controller dòng 21. À không phải sai đây. Không phải sai đây các bạn ạ. Sai đây này. Đồ là this cho đến get option. Đây. Các bạn nhìn thấy gì? Có phải là X1 dụng cụ phòng ăn. Đây tôi so với cái cơ sở dữ liệu nhé. Các bạn xem có đúng không? Check xem có đúng không? Đúng không? Chuẩn chưa? Đó, đấy, chỉ có đệ quy tôi mới làm được như này thôi. Còn không có đệ quy các bạn không làm được cái gì. Không làm được cái kiểu dạng như này đâu. Được chưa? Thì chúng ta có thể là tiến hành như sau. Sau khi lấy được cái danh sách này rồi. Đây, các bạn sửa lại cho tôi cái hàm array mod phẩy this trở đến get option nhá. Trở đến this get option, sửa lại cái này đi. Được chưa? Sửa cái này xong chưa?
Rồi bây giờ mình sẽ xem lại cái category controller. Đây. Đầu tiên lấy hết danh sách ra này. Lấy hết danh sách ra này. Đúng không? Sau đó là hiển thị theo kiểu dạng như thế này. Kết bằng zip chọn get option. Để tôi thử bỏ cái sự chữ x kia đi xem có được không nhá. Lâu không viết thì cũng quên này. Bảy controller, tôi sẽ thử bỏ cái x này đi. Thử xem có được không. Sai rồi, không được. Không có chữ x thì nó sẽ bị lẫn. Đây các bạn thấy này. Cái này phải là ID cộng 1. Đúng không? Đây là không được. Không bỏ chữ x này đi được. Bỏ chữ x đi là tèo. Đây category controller. Sau rồi thì sao các bạn? Giờ mình làm gì nữa? Đố các bạn biết giờ mình làm gì nữa? Đố Tùng biết đây. Ừ. Hả? Sai. Không được. Cha con là xong rồi đúng không? Cha con thì xong rồi. Nhưng mà bây giờ mình với cái mảng, nếu mà mình trả về toàn bộ cái mảng này này, thấy không? Nếu mình trả về toàn bộ cái mảng này thì mình chỉ có thông số về ID, thông số về tên, đâu có thông số gì về ảnh cũng như thông số gì về danh mục cha đâu. Đúng không? Thực ra nếu mà đã như thế này thì cũng chẳng cần danh mục cha. Đúng không? Bởi vì nó đã sắp xếp đúng theo thứ tự rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiến hành muốn có ảnh nữa thì sao? Không được đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phải làm như này. Xong đến đây chưa? Thanh xong chưa? Đây, code đây. Xem đi. Được chưa? Giờ tôi cứ làm tiếp nhá, xong rồi về các bạn xem lại, bởi vì đằng nào các bạn cũng nên về làm lại, tạo ra một cái project mới làm lại ấy, chứ đừng có làm luôn trên này. Sinh viên rất hay bị cái trò nghịch ngu đó là làm luôn trên cái project gốc, không thèm copy sang một cái project khác, cứ làm trên project gốc thôi. Xong rồi nghịch ngu làm lỗi lung tung, không có gì đối chiếu. Thế là lại xóa đi làm lại từ đầu. Đây là cái tội rất là ngu si của các bạn. Tôi ngày xưa cũng bị mắc. Rồi, tiếp theo này. Chúng ta không trả được ngay cái này đâu. Mà chúng ta sẽ có một cái này tôi để là sort order list. Là cái danh sách đã sắp xếp rồi. Bây giờ tôi sẽ có như sau này, các bạn để ý nè. Để ý nè. Tôi sẽ có một cái biến kết bằng swing rỗng, một cái mảng rỗng. Sau đó tiến hành for x cái sort order list kia, s key value. Key nó cái chính là cái x1, x2, x3 đó. Còn value nó chính là cái tên. Đúng chưa? Đây key đây, value đây. Thì chúng ta sẽ có cái gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ có cái ID nó sẽ bằng L-trim. Từ chờ tôi tí để tôi search. PHP remove left first character. Đây,
Livestream. Tôi sẽ có cái ID bằng Livestream của cái key là dấu X, là cái chữ X. Được chưa? Sau đó tôi tiến hành thực hiện một vòng for y bằng 0, y nhỏ hơn cao của cái list y cộng cộng, và tôi sẽ đối chiếu if id, tức là cái id là sau dấu x ấy, bằng với list theo là list ở phần tử thứ y. Nếu chúng nó bằng nhau thì tôi sẽ sử dụng là array trừ push, tức là ép thêm một phần tử vào mạng của cái mạng kết sc, được chưa, và tiến hành break khỏi cái vòng lặp trong này ra để chạy cái vòng lặp mới. Nhưng mà trước khi ép này thì tôi phải có cái list $list trỏ đến name, nó sẽ bằng với $value. Sau khi thực hiện cái này, tôi biến đổi thì tôi sẽ tiến hành là vadam, cái biến là get sc to die để xem nó có đúng hay không. Ồ, không được đúng không ạ? Không được nhỉ? Array push get phải list ở phần tử thứ y, quên mất. Vẫn teo này. List phần tử từ y trỏ đến id. Ôi dồi ôi, dòng 15 đây, cái value này, value này không được này, nó không lấy được từ ngoài này vào. List id xong lấy được cái value này nhỉ? Và đâm value die, dụng cụ phòng ăn lấy được nhá. List trỏ đến name, trỏ đến name, có name mà. List trỏ đến name bằng đây. List ở phần tử thứ y trỏ đến name thì mới được, list trỏ đến name thì không có. Đây, đúng là danh sách object không? 1 này, dụng cụ phòng ăn này, 3 này, gạch gạch bàn tròn này, 5 này, gạch bàn ăn xoay này, 4 này, bàn ăn chữ nhật này, đúng không? Đây là tôi lọc lại, tôi biến đổi lại dữ liệu để cho cái danh sách trả ra ấy, nó phải là đúng thứ tự là một. Cái thứ hai là tên nó phải đúng cái thứ tự tôi đặt ra. Được chưa? Thì sau này thì tôi sẽ bỏ cái này đi và tôi tiến hành là reload cha. Thấy đúng không? Đó. Còn cái danh mục cha này thì tùy, chúng ta có thể lấy hoặc không. Có thể, bởi vì nó đã có theo cha con như này rồi, cho nên là chúng ta có thể bỏ phần danh mục cha đi cũng được, chẳng sao cả. Cái danh mục cha rồi, bỏ cái này đi. Đấy, bỏ cái parent đi đi. Đó. Là đúng thứ tự luôn, đúng không? Đây tôi sẽ đẩy code lên. Cái này về đọc và cố gắng hiểu. Sau này thực ra là với level của chúng ta đọc cái này thì nó hơi quá sức, nhưng mà phải hiểu được cái luồng logic đã. Ít ra là phải hiểu được cái đoạn này là để lấy ra danh sách cha con, cái đoạn này là để sắp xếp lại cái thứ tự hiển thị theo kiểu dạng option hiển thị ra ngoài. Thế thôi, chứ còn không cần phải hiểu logic ở trong làm gì cả. Thao tùng. Chán chưa? Hả? À? Chán chưa? Chán cốt chưa? Ngợp à? Yên tâm, nếu mà sau này đi làm thì nó còn nhiều thứ nó kinh khủng hơn như này rất là nhiều lần. À, thua gì?
biết để mà cố gắng thôi. Xong chưa? Con mẹ con này nhìn ngấy chán. Sợ chưa? Cái này thường thường là người ta những cái phần đề quy này thường thường là phải các bạn phải đi làm một năm. Đấy là một năm thì người ta mới cho tiếp xúc. Chứ level sinh viên mà làm được như này thì kinh quá. Thật đấy. Còn đây là chỉ để cho các bạn một cái hàm có sẵn, một cái công cụ có sẵn để các bạn sử dụng sau này thôi. Bởi vì ngoài cái môn này ra sau này các bạn có thể dùng cho những cái môn khác. Logic code thì nó vẫn như cũ. Chẳng qua là khác cú pháp. Cho các bạn một công cụ thôi, còn tôi cũng chưa cần các bạn phải hiểu cái này. Chỉ biết là đề quy là gì. Đề quy là một cái hàm giúp
có thể là giải quyết cái vấn đề cha con để làm như này, và có thể là để chúng ta cái hàm đề quy là cái hàm có thể gọi là chính bản thân nó, ví dụ như này, đây gọi là chỉ gọi là chính bản thân nó này. Đây, và dùng cái đệ quy này không phải lúc nào cũng dùng nhá, đừng có lạm dụng nó, dùng đệ quy vớ vẩn là chuyển thành đệ quy vô hạn là người khóc đấy. Treo luôn, treo chắc luôn, bởi vì nó như kiểu con rắn ấy, ngày xưa chúng ta chơi rắn săn mồi như vậy, nếu mà con rắn của chúng ta tự cắn đuôi thì chết luôn đúng không, nhưng mà nếu mà trong cái chương trình này rắn nó tự cắn đuôi mình nó cứ quay vòng tròn này chẳng bao giờ thoát được. Thử đưa máy Minh đây, nhanh lên, mang lên đây, nhanh lên, mang máy lên đây, khẩn trương, nhanh lên. Hả? À, tôi chỉ sửa một tí thôi, đơ thì thôi, nhưng mà tí nó chạy lại chứ mà, không vấn đề gì đâu. Được chưa? Đấy là cái vấn đề chúng ta làm danh sách cho danh mục. Còn thêm danh mục, đây danh sách danh mục lốt lại đây cũng được này. Còn phần thêm danh mục này thì chúng ta bấm vào đây hoặc là chúng ta thêm một cái nút ở trên này. Ở cái phần danh mục này thường thường danh mục nó không có quá nhiều luôn nhá. Danh mục nó sẽ không có quá nhiều cho nên chúng ta sẽ không làm phân trang ở đây. Và tí nữa chúng ta bỏ luôn phần tìm kiếm này đi. Được chưa? Bởi vì danh mục nó chẳng qua nó thường thường là một cái công ty rơi vào tầm 20, không đến 20 cái danh mục đâu, không bao giờ nhiều đến thế. Và cấp cha con thì nó cũng chỉ vài cấp hay 2-3 cấp, chứ chẳng có thằng nào đến 7-8-9-10 cấp cả, trừ khi cái bọn này nghịch ngu, chứ còn chẳng có đứa nào làm nhiều gì cả. Được chưa? Thế tí nữa chúng ta cũng bỏ phần search này đi, chúng ta sẽ thay cái phần search này bằng cái ô thêm mới. Thì các bạn về nghiên cứu cho tôi một cái, đây tôi sẽ thêm cho các bạn cái phần thêm mới này. Thì ở cái list ấy, cái list này, đây là cái ô search đúng không? Đâu rồi? Đây ô search này này. Đây, chúng ta thêm một cái button, à một thẻ A chứ quên. Href bằng category trừ s chấm pp với class bằng btn cách btn trừ sm cách btn trừ succeed. Đây là s. Đây, sẽ thêm cái nút s này vào đây cho chúng ta. Thì khi mà chúng ta bấm vào cái nút s này này, ủa sao lại cái này nó ở trên nhỉ? Thôi tôi bê cái này xuống dưới vậy. Xóa kia đi. Đây tôi bê cái này xuống dưới để th này này. Đấy, cho nó nhìn nó tử tế. Thì cái phần s này này, chúng ta bấm nó sẽ link sang cái trang category s. Thì cái trang này yêu cầu hiển thị ra một cái form. Được chưa? Hiển thị ra một cái form giúp chúng ta tiến hành là thêm một cái danh mục mới. Được chưa? Các bạn về nên làm cái kiểu như thế này. Thứ nhất, làm giống như tôi á. Đó là chúng ta vào trong cái htdoc của mình. Chúng ta copy, tức là duplicate ra một cái thư mục mới, làm trên cái thư mục đấy, giữ nguyên cái thư mục gốc này, để buổi sau học thì lại chắp tiếp vào. Được chưa? Còn phần mình làm mình tách riêng ra, chứ đừng có nghịch ngu mà kiểu dạng là làm luôn trên cái này rồi ngồi khóc không ai bắt đền các bạn đâu. Kiểu gì lớp này có đứa làm thế rồi, đúng không hả Huy? Có làm thế không? Không à? Em khôn hơn thế đúng không? Hay là về em không thèm làm luôn? Về làm đi, tôi chỉ hướng dẫn các bạn xong cái phần danh mục thôi. Còn phần sản phẩm tự các bạn đi mà làm đấy, tôi không làm đâu. Các phần khác cũng vậy. Xong phần danh mục thêm sửa xóa phần quản trị này rồi, thì tôi sẽ chuyển sang phần client, tức là phần hiển thị giao diện ấy. Tôi làm ở trên đấy. Sau đó tôi hướng dẫn các bạn làm thêm cái phần giỏ hàng và thanh toán nữa. Còn lại là thôi là chúng ta kết thúc. Chứ chúng ta không có nhiều thời gian, tôi cũng không hướng dẫn các bạn cho đến khi các bạn bảo vệ, cũng không hướng dẫn các bạn đến các bạn thi đâu. Chỉ đến thế này là hết rồi, hết chương trình rồi. Thứ nhất là có dạy thêm thì tôi cũng không được tiền. Cái thứ hai nữa là có dạy thêm thì chúng ta những cái kiến thức dạy thêm đấy chúng ta lại chắc gì đã áp dụng được, mà chúng ta lại bớt cái thời gian làm bài của mình đi.
thì tốt nhất là học xong đến đây thôi, là ngồi có thể là tự làm, đủ khả năng tự làm đến đây là có thể tự làm được rồi. À chết, quên, tôi phải add thêm một cái nút nữa cho các bạn, đó là cái ở cái layout này, ở cái layout của admin này nó sẽ có phần size out. Đây này, size out này thì cái href này tôi sẽ link sang logout.php. Hả? Cái gì? Làm rồi, làm rồi, tốt. Đứa nào chửi mình. Đây, reload lại. Đây, size out này. Click vào. Được chưa? Trong cái admin LTE này kiểu gì nó cũng có cái trang đăng nhập đấy. Đâu? Đây à? Kiểu gì nó chẳng có trang đăng nhập. Thì chúng ta bê lại cái nội dung của trang đăng nhập cái vứt vào đây. Bê lại cái nội dung của trang này lại quăng vào trong cái trang login. Làm nó giống cái layout mà, chẳng có gì khác đâu. Đó, thế thôi. Còn lại thì tự làm đấy. Bỏ cái phần đăng nhập của Facebook, bỏ phần đăng nhập của Google đi, bỏ phần forgot password đi, được chưa? Còn giữ lại cái phần register new membership này, thì để đẩy sang trang là tạo tài khoản mới, tài khoản member mới. Đó, thế thôi. Còn lại kệ các bạn, không làm được đâu, chán rồi. Hả? À?